Ôi, chỉ những người lập được công lớn mới lấy được dù tính hết công lao của vương bảo nhạc trong chuyến quê hương linh tức cộng lại thì cũng hơi miễn cưỡng để lấy được một bí kỹ truyền thừa tuyệt phẩm như thế trừ khi vương bảo nhạc chọn tặng hết cho đạo viện thì còn họa may bằng không thì đừng có mà mơ chu bằng hải và tôn phương cũng ngơ ngác bọn họ, họ không hiểu về bí kỹ lắm nhưng trần vũ đồng đã từng nghe qua một chút lúc này cũng phải mở to hai mắt nín thở nhìn vương bảo nhạc ngay cả hắn cũng phải hâm mộ không thôi đồng thời trong lòng cũng rất đỗi giật mình. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng ngu người. Mặc dù hắn không biết bí kỹ quý gia đến mức nào, nhưng nhìn vẻ mặt của những người khác thì trong lòng cũng phải giật mình và ngơ ngác. Lúc này sư tôn của Trần Vũ Đồng hít sâu một hơi, nói với Vương Bảo Nhạc, Bảo Nhạc còn không mau cảm tạ đại ân của Phó Tông Đại Nhân. Nghe lão giả nói thế, Vương Bảo Nhạc không chút chần chừ, tim đập thình thịch, lập tức bước lên cúi đầu thật sâu. Đa tạ Phó Tông, trung niên áo đỏ mỉm cười lại nói chuyện với mấy người vương bảo nhạc một lúc rồi mới rời đi khi ông đã đi thì các chủ của pháp binh các lại bước lên khen ngợi vài câu có điều chỉ là nói theo quy tắc thôi chứ không thân thiết bằng phó tôn nhưng lần này ngay cả pháp binh các cũng có ban thưởng cho vương bảo nhạc tặng cho hắn một chiếc khí cầu màu bạc bộ dạng trông như hình giọt nước nó vừa xuất hiện thì lập tức thu hút tầm mắt của vương bảo nhạc khiến cho hắn vừa nhìn thấy thì tim đã đập thình thịch nhìn qua thì hình như chiếc khí cầu màu bạc hình giọt nước này còn xịn hơn cả chiếc khí cầu của trần vũ đồng một chút chất lượng rất tốt lại còn ngầu lòi ngay cả trần vũ đồng nhìn thấy cũng phải cười khổ đầy hâm mộ biết rõ lần này pháp binh các xem như chi đậm bảo nhạc sư đệ chiếc khí cầu này chính là khí cầu đặc biệt chỉ cấp bậc phó các chủ mới có được đấy giá của mỗi chiếc đủ để mua được một căn nhà trong khu vực phồn hoa nhất ở thành phiêu miểu chúng ta sau khi biết được giá trị của chiếc khí cầu này xong vương bảo nhạc vô cùng hưng phấn vội cảm ơn mãi đến khi mấy người các chủ pháp binh các đã rời đi Sư tôn của Trần Vũ Đồng ở lại nói cho Vương Bảo Nhạc biết bí kỹ là gì. Sau khi nghe ông nói xong, Vương Bảo Nhạc dần mở to hai mắt. Theo sau là niềm kinh hỉ cực lớn khiến hắn cảm thấy choáng váng vì bất ngờ. Khí cầu thì thôi đi. Sau khi biết về bí kỹ xong thì hắn lập tức ý thức được nó to lớn đến mức khó mà tính ra giá trị được. Bí kỹ ghi lại trên mảnh vỡ chỉ có thể truyền thừa được một lần thôi. Sau khi truyền thừa thì mảnh vỡ sẽ tự động hóa thành cho bụi. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, mãi đến khi quay lại động phủ trong pháp binh các cũng khó mà bình tĩnh lại được theo lý thì không nên thưởng cho mình nhiều như thế mới đúng vương bảo nhạc nhanh chóng ý thức được có chỗ không đúng trong lúc hắn vô cùng kinh ngạc và suy xét nguyên do thì hắn để ý thấy mấy ngày sau toàn bộ đảo thượng viện bắt đầu tuyên truyền sự tích của họ lúc ở cứ điểm với quy mô trước nay chưa từng có ngay cả phần thưởng cũng nằm trong nội dung tuyên truyền khiến cho toàn bộ đảo thượng viện như sôi trào thậm chí ngay cả liễu đạo bân cũng truyền âm thăm hỏi Thế là Vương Bảo Nhạc lập tức hiểu ra ngay cả đảo Hạ Viện cũng được tuyên truyền về việc này. Đây là muốn lấy mình là làm hình mẫu à? Sau khi suy đoán được phần nào tình tâm trạng của Vương Bảo Nhạc lại càng hưng phấn hơn. Hắn cảm thấy đạo viện thật sự rất có mắt biết nhìn người. Vậy nên vừa ăn vặt vừa hí hưởng mở linh võng lên xem mọi người nói gì. Công lao của Vương Bảo Nhạc ở cứ điểm đã được đạo viện phiêu miểu tuyên truyền vô cùng triệt để, miêu tả bốn người bọn họ như anh hùng của đạo viện, nhất là Vương Bảo Nhạc lại càng được tập trung tuyên truyền nhiều hơn. Thế là sau vụ quảng cáo lần trước, tên tuổi của Vương Bảo Nhạc lại trở thành tiêu điểm bàn tán của tất cả mọi người lần nữa. Trong lúc tất cả đạo viện đều oanh động, Vương Bảo Nhạc cũng ra ngoài thử chiếc khí cầu giọt nước của mình. Tốc độ nhanh hơn cả khí cầu của Trần Vũ Đồng, lại có được chiến lực không hề tầm thường. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc vừa kinh nghỉ vừa thêm chờ mong với bí kỹ còn tuyệt vời hơn cả khí cầu này hơn. Nỗi niềm mong chờ kia không kéo dài bao lâu, vài ngày sau, Vương Bảo Nhạc đã nhận được bí kỹ mà Phó Tông thưởng cho hắn đây là một mảnh vỡ màu đỏ chỉ to bằng móng tay cái được đặt trong một chiếc hộp bằng ngọc thạch vô cùng xa hoa sau khi vương bảo nhạc quan sát kỹ càng thì phát hiện hạch tâm của chiếc hộp này chính là linh thạch bảy màu còn chất ngọc bên ngoài thì hắn chưa từng gặp qua bao giờ bấy nhiêu cũng đủ khiến hắn giật mình cái hộp này cũng có giá trị không nhỏ chút nào vương bảo nhạc mừng rơn sau khi mở ra nhìn mảnh vỡ màu đỏ thì có một cỗ linh khí cực kỳ nồng đậm liên tục tỏa ra từ bên trong mảnh vỡ gió trong cỗ linh khí này ẩn chứa sóng nhiệt cực nóng tựa như bên trong có chứa một cỗ viêm linh vô hình, lặng lẽ phát ra tiếng gào, khiến tâm thần của Vương Bảo Nhạc rung chuyển, làm thân thể hắn càng cứng, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Mảnh vỡ thiên thạch cũng có rất nhiều loại, có loại trực tiếp hấp thu vào người được, có loại thì giống như ở quê hương linh tức vậy, có thể được mượn nhờ, có loại thì giống như mảnh vỡ trong tay mình, tuy không thể bị hấp thu, nhưng có thể cảm thụ được khí tức giống như dấu ấn tinh thần ở bên trên. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ, đây là tin tức mà sư tôn của Trần Vũ Đồng đã nói cho hắn biết. Vương Bảo Nhạc vốn không hiểu rõ lắm, nhưng nay được thấy tận mắt, cảm thụ được cái nóng rực tỏa ra từ bên trong. Hắn đột nhiên đã hiểu rõ ra một vài điều. Hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi, sau khi trần trừ một lúc thì hai mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Dựa theo cách mà sư tôn của Trần Vũ Đồng đã truyền thụ cho mình, giơ tay phải đặt lên mảnh nhỏ này. Ngay khi tay của hắn chạm vào mảnh vỡ này thì có một cảm giác cực nóng truyền tới từ tay của hắn, nhưng sau đó nó chợt dừng lại như đang chờ đợi cái gì đó. Vương Bảo Nhạc ngừng thở, lúc này tu vi trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển, lúc này cảm giác nóng rực này lập tức bộc phát, lan ra toàn thân Vương Bảo Nhạc, cuối cùng đồng loạt tràn vào trong đầu của hắn. Thân thể của Vương Bảo Nhạc run lên, đầu óc lập tức nổ vang, nháy mắt đã mất khống chế thân thể, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Hồi lâu sau, ý thức mơ hồ của vương bảo nhạc dần trở nên rõ ràng hơn hắn quên mất mình là ai quên hết tất cả cảm giác duy nhất còn tồn tại chính là dường như bản thân hắn đã trở thành một ngọn lửa thế giới trước mắt cũng dần biến đổi hắn thấy được một cơn lốc do ngọn lửa tạo thành cơn lốc lửa này sộc thẳng lên trời hủy diệt tất cả quét sạch toàn bộ mọi thứ trong tầm mắt của hắn che khuất vạn vật thay thế tinh thần của hắn thời gian dần trôi qua nửa tháng sau Mi tâm của Vương Bảo Nhạc vẫn luôn khoanh chân ngồi im không nhúc nhích, trong động phủ đột nhiên xuất hiện một ấn ký hình ngọn lửa màu đỏ. Nó chậm rãi bập bùng, thân thể của hắn bỗng run lên, dần hé mắt ra, vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng vẻ ngơ ngác này không giữ được bao lâu, giống như ý thức đang dần quay lại. Mãi đến hơn nửa nén nhang sau thì cảm giác mê mang đó mới biến mất. Thân thể của Vương Bảo Nhạc đột nhiên căng cứng, hô hấp trở nên dồn dập hơn, ý thức hoàn toàn quay về. Trợ to hai mắt rồi hít sâu một hơi giống như nằm mơ vậy. Vương Bảo Nhạc cố hít thở đều lại, lúc cúi đầu nhìn xuống cái hộp trước mặt mình thì thấy mảnh vỡ mà hắn chạm vào lúc trước đã hóa thành bụi phấn, tất cả mọi thứ khiến hắn ngẩng phát đầu dậy xem thời gian. Sau khi phát hiện mình mất ý thức hơn nửa tháng thì trong lòng hắn như dậy sóng. Cũng vào lúc này, hắn cảm thấy mi tâm nhói lên, sau khi đưa tay sờ thử không thấy gì hắn bèn lấy hương ra soi, giật mình đứng phát dậy. Đây, trong lòng Vương Bảo Nhạc khó mà bình tĩnh được. Nhìn dấu ấn ngọn lửa dần biến mất ở mi tâm hắn nín thở một lúc, hồi lâu sau mới giơ tay lên. Trong lòng mặc niệm theo cách mà sư tôn của Trần Vũ Đồng đã từng chỉ điểm. Hỏa, lập tức có một ngọn lửa màu đỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Vương Bảo Nhạc. Ngọn lửa cháy bừng bừng nhưng Vương Bảo Nhạc lại không hề thấy đau đớn. Hắn kích động bèn giơ tay phải lên hất mạnh về phía trước. Có một biển lửa nho nhỏ bùng lên ngay trước mặt hắn. Sóng nhiệt thoát cái đã tràn ngập khắp động phủ. Thậm chí trận pháp trên các vách tường xung quanh cũng xuất hiện dấu hiệu bị đốt cháy vương bảo nhạc mừng rỡ vội dừng lại tâm niệm vừa động thì biển lửa xung quanh lập tức bay về tay phải của hắn rồi biến mất đây chính là bí kỹ viêm bảo ư vương bảo nhạc vô cùng giật mình sau khi đi vài vòng quanh động phủ thì hắn đi thẳng ra ngoài định đi tìm chỗ nào đó để thử uy lực của bí kỹ này nhưng ngay khi vương bảo nhạc đi ra khỏi động phủ định tìm chỗ thử bí kỹ viêm bạo này thì hắn đột nhiên nhận được truyền âm của trần vũ đồng giọng nói có phần gấp gáp vừa kích động vừa mừng rỡ của đối phương lập tức vang ra ngay khi hắn vừa mở nhẫn truyền âm lên bảo nhạc sư đệ việc vui của nhất bạch chúng ta tới rồi việc vui ư vương bảo nhạc đang định đi ra ngoài thử uy lực của vương bảo nhạc nghe trần vũ đồng nói thế thì chớp mắt một cái kinh ngạc dừng bước nhìn về phía nhẫn truyền âm không đợi hắn nói rõ giọng nói đầy hương phấn của trần vũ đồng đang trong trạng thái kích động đã phát ra tu vi của sư tổ chu chính đức đã đột phá kết đan sơ kỳ chính thức bước vào kết đan trung kỳ địa vị cũng tăng cao từ đại trưởng lão Pháp Binh Các trở thành phó tông của đạo viện phiêu miểu rồi. Đạo viện phiêu miểu chúng ta trước kia chỉ có ba vị phó tông, nay đã thành bốn vị. Bảo nhạc sư đệ, những ngày sung sướng của chúng ta đã tới rồi. Trong giọng nói của Trần Vũ Đồng chứa đầy vẻ mừng rỡ không thôi, thậm chí tiếng thở dốc vì kích động cũng vô cùng rõ ràng, có thể thấy lúc này trong lòng hắn đã vui sướng đến cực điểm. Chẳng qua Trần Vũ Đồng thì kích động, nhưng Vương Bảo Nhạc thì lại có phần ngu ngơ. Khoảng thời gian hắn cảm ngộ viêm bạo chẳng khác nào đang bế quan ý thức say ngủ, không biết những chuyện đã xảy ra trong đạo viện gần đây. Còn chuyện nhất mạch mà Trần Vũ Đồng đã nói thì trước kia Vương Bảo Nhạc cũng đã có suy đoán, nhưng vẫn không biết rõ lắm. Cho nên lúc này nghe Trần Vũ Đồng nói tên sư tổ Chu Chính Đức thì hắn có phần xa lạ, không khỏi hỏi lại. Sư tổ, nghe Vương Bảo Nhạc hỏi thế, Trần Vũ Đồng lập tức hiểu rõ thắc mắc của hắn, vậy nên mèn cười lớn rồi giải thích. Bảo Nhạc sư đệ, sư tổ lão nhân gia có hai đệ tử, một người là lư trưởng viện ở đảo Hạ Viện cũng chính là Lưu Vân Khôn Sư Thúc, người còn lại chính là Sư Tôn của ta Tôn Nhất Phong. Khi ngươi vào đảo Thượng Viện thì Lưu Sư Thúc đã đánh tiếng. Sư Tôn cũng muốn nhận ngươi làm đệ tử từ lâu. Có điều vì ngươi đã lập được công lớn cho đạo viện ở quê hương Linh Tức, được quá nhiều người để mắt tới. Sư Tổ lại đang bế quan. Dù sao thì chuyện thu ngươi vào cửa cũng là việc lớn. Cần phải xin ý kiến của Sư Tổ nên mới tạm hoãn lại. Nay Sư Tổ đã xuất quan, trở thành Phó Tông. Đợi sau khi mọi việc xong xuôi thì ngươi sẽ phải đi bái sư đấy." Trần Vũ Đồng cười lớn rồi giải thích. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì mở to hai mắt. Mặc dù việc này cũng trùng khớp với suy đoán của hắn, nhưng khi chính tai nghe thấy thì hắn vẫn kềm lòng không đặng mà nhớ tới cụ mạch hệ trong tự truyện quan lớn, không khỏi kích động hẳn lên, đầu óc nhanh chóng vận động, lập tức nhận ra điểm mấu chốt nên nói ngay: "Trần sư huynh, nếu như sư tổ đã từ đại trưởng lão Pháp binh các tấn chức thành Phó tông thì chẳng phải vị trí đại trưởng lão của Pháp binh các sẽ để trống hay sao?" thế sẽ do ai đảm nhiệm đây nghe vương bảo nhạc hỏi thế trần vũ đồng rõ ràng cũng rất hài lòng với sự nhạy bén của vương bảo nhạc vậy nên hạ giọng nói ngay bảo nhạc sư đệ sư tổ lão nhân gia trở thành phó tông cũng đã đề nghị với tông chủ cho sư tôn tiếp nhận chức vị đại trưởng lão vương bảo nhạc nghe đến đây thì đầu óc lập tức chuyển động hắn hiểu ra nếu việc này thành thật thì nhất mạch bọn họ tuyệt đối có thể xem như quyền thế ngập trời ở đạo viện phiêu miểu nhất là pháp binh các này trên có một sư tổ là phó tông giữa có đại trưởng lão pháp binh các còn cả ở đảo hạ viện khiến cho địa vị của hắn và trần vũ đồng cũng lên theo nghĩ tới đây vương bảo nhạc hưng phấn hít sâu một hơi trong đầu lập tức xuất hiện đủ loại tranh đấu trong tự truyện quan lớn càng nghĩ lại càng thấy phấn khởi có cảm giác như mình đã được tiếp xúc tới trung tâm quyền lực của đạo viện phiêu miểu ẩn ẩn cảm thấy hiện tại bản thân đã không còn tầm thường chút nào chẳng qua vẫn còn chút nguy cơ dù sao thì các trưởng lão khác của pháp binh các cũng ngấp nghé vị trí đại trưởng lão để chống này tương lai ắt sẽ có cạnh tranh. Nhưng việc này có sư tổ lão nhân gia đứng giữa nói giúp, tỷ lệ thành công tuy không chắc ăn trăm phần trăm nhưng cũng phải được tám mươi. Giọng điệu của Trần Vũ Đồng có phần thoải mái, rõ ràng vô cùng tin tưởng vào bản lĩnh của sư tổ. Lại chuyện trò với Vương Bảo Nhạc thêm một lúc, chia sẻ tâm trạng kích động của mình xong, Trần Vũ Đồng mới dần bình tĩnh lại. Lúc này hắn hít sâu một hơi, thành thật ngả bài với Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc sư đệ, nếu như không có sự cố gì ngoài ý muốn, khi sư tôn trở thành đại trưởng lão của pháp binh các thì trong pháp binh các sẽ không còn ai cản được việc ta trở thành phó các chủ nữa cho nên bảo nhạc này ngươi phải cố gắng thêm mới được sớm ngày trở thành binh tử đợi đến khi sư tôn trở thành đại trưởng lão thì sẽ thay đổi cơ cấu hy vọng để ngươi quản lý bộ viện quản sẽ rất lớn đây là một kỳ ngộ bảo nhạc nếu như ngươi thành công thì vài năm nữa nói không chừng sẽ có cơ hội trở thành phó các chủ khi đó hai sư huynh đệ chúng ta dù không thể xem như quyền thế ngập trời ở pháp binh các này nhưng cũng là kiểu nói một không hai nghe những lời nói trầm ồn nhưng không kém phần mãnh liệt của trần vũ đồng vương bảo nhạc lập tức kích động hàn lên không khỏi ảo tưởng đến hình ảnh tốt đẹp trong tương lai vừa hương phấn vừa tràn ngập chờ mong vậy nên hắn lập tức nói ngay trần sư huynh cứ yên tâm thực ra bây giờ ta đã có thể tiến hành khảo hạch binh tử rồi có điều ta muốn chuẩn bị thêm một chút nữa cho chắc vương bảo nhạc nói xong trần vũ đồng bèn mỉm cười rất tán đồng suy nghĩ của hắn khảo hạch binh tử chia ra làm đại khảo và tiểu khảo đều cần phải xin phép mặc dù chỉ cần thông qua là có thể tấn chức nhưng nơi này đúng là vẫn có điểm khác biệt tiểu khảo thì mỗi tháng tiến hành một lần xin phép là có thể tham dự do phó các chủ làm giám thị chủ trì còn đại khảo thì cố định một năm mới có một lần cần phải xin sớm lại còn do tất cả phó các chủ và các chủ cùng đến giám thị đẳng cấp rõ ràng cao hơn tiểu khảo nhiều chức vị được đảm nhiệm sau khi tấn chức cũng khác hẳn. Đồng thời những người dám tham gia đại khảo binh tử đều có lòng tin cực lớn, cho nên thứ cần tranh không phải có đậu hay không, mà là thứ hạng và ai là kẻ đứng đầu. Bảo nhạc sư đệ, còn 3 tháng nữa là tới kỳ thi đại khảo binh tử năm nay. Nếu như ngươi chuẩn bị xong xuôi rồi thì đừng có bỏ lỡ cơ hội lần này. Đừng có sợ gì cả. Đợi sư tôn trở thành đại trưởng lão thì sẽ đâu vào đấy thôi. Chuyện xuyên nhanh sau khi nói rõ về khảo hạch binh tử cho vương bảo nhạc nghe xong thì trần vũ đồng mới kết thúc truyền âm đặt nhẫn truyền âm xuống vương bảo nhạc đứng bên ngoài động phủ trong lòng tha thiết chờ mong nhất là khi nghĩ tới sau khi sư tôn của trần vũ đồng trở thành đại trưởng lão nếu mình có thể tấn chức binh tử thì sẽ có thể trở thành người phụ trách của bộ viện quản tim của vương bảo nhạc bất giác đập nhanh hơn hai mắt cũng sáng rực nếu là ba tháng thì hẳn là đủ rồi sau khi cân nhắc một phen vương bảo nhạc quay lại động phủ quyết đoán lên linh võng báo danh kỳ đại khảo binh tử sẽ diễn ra vào 3 tháng sau. Sau khi báo danh xong thì hắn mới đi ra ngoài tiếp, tìm một chỗ trống trải. Trong lòng vô cùng kích động, giơ tay phải lên một cái. Lập tức có một biển lửa phút chốc bốc lên từ trong tay phải của hắn. Quét ngang phạm vi ba trượng xung quanh, tạo thành một cơn lốc lửa. Sóng nhiệt tỏa ra khắp nơi. Mặt đất cũng xuất hiện dấu vết khô nứt. Cảnh tượng này khiến cho vương bảo nhạc mừng rỡ. Đồng thời hắn cũng cảm giác được linh khí đang nhanh chóng tụt đi hắn thử nghiệm một lúc thì vội thu hồi biển lửa nếu toàn lực phóng thích thì chỉ có thể kiên trì được chừng 30 giây mặc dù thời gian khá ngắn nhưng bấy nhiêu đã khiến vương bảo nhạc thỏa mãn vô cùng hắn hí hưởng quay lại động phủ thuận tay lấy một gói đồ ăn vặt ra nhai sau khi ăn liền tù tì bảy tám gói hắn mới vỗ bụng bắt đầu suy xét về món linh bảo mình định tham gia khảo hạch binh tử ban đầu ta định chế tạo ra long nha để khảo hạch răng cũng đã chuẩn bị được kha khá có cả răng của hung thú trúc cơ nhưng vương bảo nhạc trầm ngâm trong mắt lóe lên một tia sáng lạ người quen đọc tự chuyện quan lớn như hắn nên đương nhiên biết rõ xét lớn thích là một chuyện bản thân mình nhất định cũng phải ra sức tranh giành để lộ được thực lực thì mới suôn sẻ được cho nên hắn không thể dồn hết hy vọng vào việc chờ sư tôn của trần vũ đồng trở thành đại trưởng lão được chính bản thân hắn cũng phải ra sức cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng cả đôi đường chẳng những phải tấn chức binh tử mà còn phải thành người đứng đầu nữa nếu như thế dù cho sư tôn của Trần Vũ Đồng không thể thuận lợi tấn chức thì mình cũng có đủ thành tích xuất sắc để tranh thủ được chức vị cần có. Nhưng nếu vậy thì có vẻ dùng món linh bảo như Long Nha để khảo hạch sẽ không đủ đô. Tuy nó mạnh thật, nhưng lại phải dựa vào tài liệu rèn quá. Bản thân Hồi Văn chỉ đứng thứ hai, dễ bị người ta vin vào cớ này, ảnh hưởng đến thứ hạng. Sau khi trầm ngâm cả buổi trời, hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, trong đầu xuất hiện một ý tưởng táo bạo. Thực ra từ lúc rời khỏi cứ điểm đến nay, trong đầu của hắn vẫn luôn có một suy nghĩ mơ hồ. Lúc này hắn đang tự hỏi nên suy nghĩ kia lại càng rõ ràng hơn. Liệu có thể chế tác một khẩu Hỏa Thần Pháo phiên bản mini hay không? Sau một lúc, Vương Bảo Nhạc thấp giọng thì thào, theo suy nghĩ kia trở nên rõ ràng hơn thì nó luôn xoay vòng vòng trong đầu Vương Bảo Nhạc, không thể nào xua tan. Đồng thời cũng khiến Vương Bảo Nhạc ngày càng dục dịch hơn. Nếu như có thể nghiên cứu, chế tạo ra được một khẩu Hỏa Thần Pháo mini dạng linh bảo cấp 3, vậy thì sẽ có thể đè bẹp tất cả đối thủ trong kỳ đại khảo binh tử này, hạng nhất chắc chắn sẽ là của ta. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì tim bất giác đập nhanh hơn. Đầu trong đầu lập tức xuất hiện mớ hồi văn của hỏa thần pháo, bao gồm cả những hồi văn ẩn hiện lên sau khi được binh xa hóa giải. Cảm thụ những hồi văn đó, Vương Bảo Nhạc chợt sinh ra cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Ta có thể chế tạo ra được một khẩu hỏa thần pháo mini. Ba tháng tuy không phải ngắn, nhưng cũng chẳng là bao. Phải tranh thủ mới được vương bảo nhạc khoanh chân ngồi trong động phủ cẩn thận thôi diễn lại một số hồi văn của hỏa thần pháo sau đó vẻ mặt dần nghiêm túc hơn vậy thì chọn hỏa thần pháo đi vương bảo nhạc hít sâu một hơi lập tức lấy thẻ ngọc ra bắt đầu cấu tạo hồi văn của hỏa thần pháo bản mini tuy đã có phần tham khảo nhưng dù sao đây cũng là cải tiến độ khó cũng không nhỏ chút nào may mà vương bảo nhạc hiểu khá nhiều về hồi văn của hỏa thần pháo thông qua trận chiến cứ điểm lần trước hắn cũng nhiều lần cải tạo hỏa thần pháo nên cũng hiểu khá rõ về mỗi một linh kiện của nó hỏa thần pháo mà mình chế tác nhất định không được nhỏ quá bằng không uy lực sẽ không đủ cũng khó mà kết hợp lại vương bảo nhạc gãi đầu suy nghĩ sau đó dần điều chỉnh ý tưởng của mình cũng không thể dựa vào hỏa thần pháo quá được cái ta cần chỉ là vỏ ngoài giống và mượn nhờ hồi văn của nó thôi mới đó mà đã ba ngày trôi qua trong ba ngày này vương bảo nhạc quên ăn quên ngủ liên tục cấu tạo và thay đổi rốt cuộc cũng đã phát họa xong xuôi bộ dạng của hỏa thần pháo mà mình muốn chế tác ra. Thoạt nhìn thì hơi khác với hỏa thần pháo, nói đúng hơn thì nó trông giống một ống phóng góc két hơn. Nhìn bản phác thảo mình vẽ ra, trên mặt vương bảo nhạc lộ ra vẻ thỏa mãn vô cùng. Bắt đầu dựa theo bản phác thảo và uy lực mà mình muốn thể hiện. Bắt đầu thôi diễn hồi văn. Đủ loại suy nghĩ lạ kỳ cũng liên tục nảy ra ở trong đầu. Mãi cho đến mấy ngày sau, vương bảo nhạc đắm mình trong quá trình cải tạo hỏa thần pháo mới lộ vẻ mỏi mệt kết thúc phần thôi diễn hồi văn. Đây là hồi văn hắn mượn từ hồi văn của hỏa thần pháo. Mới chỉ nhiêu đây thôi mà đã thôi diễn ra hơn trăm vạn đạo. Với tu vi của hắn và tạo nghệ pháp binh hiện tại thì không thể nào đặt tất cả vào trong một món linh bảo được. Cần 78 món linh bảo gộp lại mới có thể tạo thành phần khung của nó. Vương bảo nhạc xoa chán, lấy một lọ nước băng linh ra uống, sau khi nghỉ ngơi một lúc thì lại tiếp tục bắt tay làm việc. Lần này tốn khá nhiều thời gian. Hắn cần nghiêm khắc dựa theo yêu cầu kế hoạch của mình để tạo ra 78 món linh bảo có hình dạng khác, với những hồi văn khác nhau và công dụng khác nhau, nhưng lại không thể có chút sơ sót nào, phải hoàn toàn khớp với cấu tạo mà hắn đã phát thảo ra, khiến cho đám linh bảo này chia sẻ hơn trăm vạn hồi văn một cách hoàn mỹ, cuối cùng kết hợp lại thì có thể vận chuyển một cách hoàn mỹ. Một khi thất bại thì phải bắt đầu lại một lần nữa, phải bảo đảm hoàn toàn không có sai sót gì mới được. Cứ thế, sau khi luyện chế ròng rã một tháng trời, trong lòng vương bảo nhạc vô cùng kích động rốt cuộc hắn cũng đã luyện chế ra toàn bộ 78 món linh bảo cần thiết dù không phải hài lòng với toàn bộ nhưng với tạo nghệ của vương bảo nhạc hiện tại thì đây đã là cực hạn rồi thậm chí lúc hắn chế tạo mấy món linh bảo khác cũng không tốn tâm sức nhiều như thế cả tháng nay hắn quên cả ăn quà vặt trong đầu chỉ nghĩ đến mỗi một chuyện là khẩu hỏa thần pháo đã qua cải tạo của hắn mà thôi là do tu vi của ta chưa đủ trong mắt vương bảo nhạc lộ ra vẻ kiên quyết trải qua bao lần thất bại hắn đã nhìn ra một việc bởi vì kết hợp linh bảo có rất nhiều chỗ cần linh lực rót vào điều khiển thật kỹ, cho nên một khi linh lực không theo kịp thì sẽ xuất hiện tình trạng khựng lại và khô kiệt, khiến cho tổ hợp linh bảo thất bại. Dù Vương Bảo Nhạc đã vượt xa những học sinh chân tức tầng 2 khác, nhưng cũng không thể một hơi hoàn thành tổ hợp này được. Lúc này tâm trạng của hắn vô cùng kích động. Sau khi đi lại vài bước trong động phủ thì chợt dừng lại. Chỉ có lên tới chân tức tầng 3 thì mới có thể thuận lợi hoàn thành tổ hợp linh bảo này. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cắn răng tính tới chuyện mua đan dược nhưng hắn đột nhiên cúi đầu nhìn cái bụng của mình, sau khi sờ vài cái thì hai mắt lóe sáng. Hiệu quả của mớ đan dược kia chắc là cũng không bằng viên kết tinh trong bụng mình. Mỗi lần vận chuyển tu vi đều hấp thu một chút, nhưng vẫn quá chậm, nếu có thể tăng tốc độ hấp thu lên thì nhất định có thể đột phá tu vi. Sau khi xoa bụng, Vương Bảo Nhạc lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy món linh bảo dùng để đánh lừa đại não mà Trần Vũ Đồng đã cho ra. Vương Bảo Nhạc lập tức đội nó lên đầu rồi hạ chỉ lệnh. Ta bị trọng thương, cần chất dinh dưỡng. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong, món linh bảo loại mũ giáp kia lập tức run lên một cái, tựa như có một dòng điện truyền vào đầu, nhưng lại như hòn đá chìm vào đáy biển, chẳng có chút phản ứng nào. Vương Bảo Nhạc đợi cả buổi trời, hết cách đành phải thử mấy chỉ lệnh như chạy bộ, đói sắp chết. Sau khi phát hiện tất cả đều không có tác dụng thì hắn trừng mắt, đây là ép ta phải tung tuyệt chiêu cuối mà, ta lại có thai nữa rồi. Hắn vừa nói xong thì dòng điện từ linh bảo lại mạnh hơn, còn không đợi Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, sau khi dòng điện này truyền vào đại não thì lập tức mất hiệu quả điều này khiến vương bảo nhạc mở to hai mắt chẳng lẽ vì số lần mình dùng nó đánh lừa trí não nhiều quá khiến đại não sinh ra kháng tính nên không tin mình nữa vương bảo nhạc nghĩ tới đây thì hít sâu một hơi bị chính suy đoán của hắn dọa hết hồn không dám tin đồng thời hắn cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ dù sao thì chuyện đại não của mình không tin mình thế này vừa kỳ lạ vừa dở hơi cứ thế này thì không được vương bảo nhạc bất đắc dĩ mở linh võng lên tìm kiếm đan dược Xem hồi lâu mà cũng không tìm được loại đan dược có thể khiến mình đột phá trong khoảng thời gian ngắn mà không có tác dụng phụ. Trong đó toàn là loại khá ôn hòa, cần dùng lâu dài để đề cao tu vi. Tuy trên đời này vẫn có loại đan dược đáp ứng yêu cầu của Vương Bảo Nhạc, nhưng chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Cân nhắc đến đại khảo binh tử này còn chưa tới 2 tháng, Vương Bảo Nhạc lập tức lo sốt vó. Thậm chí hắn còn liên hệ với em bánh bao và đỗ mẫn, nhưng em bánh bao hiện đang bế quan nên không trả lời. Còn đỗ mẫn thì có đáp, nhưng chỉ quăng cho hai chữ không có ngay khi vương bảo nhạc nghĩ đến chuyện hỏi thăm trần vũ đồng thì hắn đột nhiên chợt lóe linh quang nhớ tới lần trước ở cứ điểm lúc mình nhổ răng hung thú từng bị giật điện một lần khiến cho kết tinh được phân giải một chút nghĩ tới đây hai mắt vương bảo nhạc sáng rực lập tức lấy gối mộng ra tiến vào thế giới mộng cảnh tìm chị gái mặt nạ đưa ra yêu cầu bị giật điện trong sự kinh ngạc và khó hiểu của chị gái tia điện bay vèo vèo nhưng sau khi bị giật vài cái vương bảo nhạc đang kêu la thảm thiết lại phát hiện không có hiệu quả không đúng. Chẳng lẽ giật trong mơ không có tá dụng, phải giật ở ngoài mới được ư? Vương Bảo Nhạc bi vẫn thì thào. Hắn cảm giác mình cứ như thế này chẳng khác gì đang tự tìm đường chết. Nhưng nghĩ tới khảo hạch binh tử, nghĩ đến vị trí người quản lý bộ viện quản, hắn lại muốn đến đảo hạ viện tìm dây điện thử một phen. Nhưng lúc này chị gái mặt nạ lại đưa ra một đề nghị cho Vương Bảo Nhạc. Có lẽ, ngươi có thể thử sức mạnh của lôi điện hư vô đấy, bên trong loại lôi điện này ẩn chứa pháp tắc nhất định. Còn kỳ dị hơn cả điện lực do các ngươi sáng tạo ra nữa. Lôi điện ư? Vương Bảo Nhạc ngơ ngác. Sau khi rời khỏi mộng cảnh thì hắn bắt đầu suy tư, nhớ tới lúc ở đảo Hạ viện, Lư trưởng viện đã từng nói, trong trận văn các có một bí cảnh lôi vực mở ra cho tất cả học sinh của đảo Thượng viện. Sau khi trở thành học sinh của đảo Thượng viện, mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa từng đến bí cảnh lôi vực ấy, nhưng cũng từng thấy người ta thảo luận trên linh võng, biết rõ cái bí cảnh đó thực ra là một mảnh vỡ hoàn chỉnh của cổ kiếm đồng xanh mảnh vỡ này chôn ở đó bên trong ẩn chứa một đạo lôi đình truyền thừa của cổ kiếm đồng xanh truyền thừa này chia làm năm phần cũng chính là năm đạo bí kỹ thuật pháp năm đạo thuật pháp này theo thứ tự là thiển hồ lôi tử thuấn kiếm bạo long và ngục hải vương bảo nhạc nheo mắt lại thầm nói hắn biết rõ nếu có người có thể hoàn toàn nắm giữ năm đạo thuật pháp này dung hợp lại cùng một chỗ thì chính là truyền thừa hoàn chỉnh truyền thừa hoàn chỉnh này rất giống với một loại khí hậu cực kỳ ác liệt của liên bang tên là Bão Điện Tử. Sau khi cân nhắc một phen, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn biết mình không nên chậm trễ, nhất định phải nhanh chóng đột phá chân tức tầng 2, lên tới chân tức tầng 3. Nếu vậy thì hắn có thể thuận lợi kết hợp 78 món linh bảo kia, tạo thành Hỏa Thần Pháo phiên bản cải tiến do hắn tự nghĩ ra, dùng nó để tiến hành khảo hạch binh tử của mình. Chắc là không chết được đâu. Vương Bảo Nhạc gạt bỏ do dự, sau khi hạ quyết tâm xong thì lập tức đi ra khỏi động phủ, lấy khí cầu hình giọt nước ra nháy mắt bay ra khỏi pháp binh các, đi thẳng đến trận văn các. Tốc độ của khí cầu rất đáng sợ, chỉ một chốc mà Vương Bảo Nhạc đã đến trận văn các. Sau đó đi thẳng đến chỗ bí cảnh lôi vực. Bí cảnh lôi vực được xây ở trên một ngọn núi nhỏ của trận văn các, nơi đó có dựng bảy tám tảng đá màu xanh khổng lồ, chính giữa là một trận đồ hình tròn. Bởi vì nó là đồ công cộng nên không có ai canh gác. Chỉ cần đăng ký xong thì đều có thể đi vào để tìm cơ duyên. Nơi này lại mượn sức trận pháp, tạo thành phòng hộ. Một khi học sinh gặp nguy hiểm ở bên trong thì có thể lập tức truyền tống về. Lúc Vương Bảo Nhạc đến đây thì đã là hoàng hôn, mặc dù ở đây cũng có người nhưng không đông lắm. Vương Bảo Nhạc không chút chậm trễ, sau khi đi tới thì lập tức đăng ký. Tiếp đó bước thẳng vào trong trận pháp, tầm mắt hoa lên một cái, khi mọi thứ trở nên rõ ràng thì hắn đã xuất hiện ở một không gian khác. Bầu trời ở nơi này tối om, cả vùng đất có vài tòa tháp cao, nhưng tháp cao đó dường như được chế tạo từ kim loại, giống hệt như một mũi kiếm dõi mắt nhìn qua thì nơi này có chừng hơn một ngàn tòa tháp lại có từng tiếng sấm sét rền vang trên trời cao lúc ngẩng đầu lên còn có thể nhìn thấy vô số tia sét bất quy tắc liên tục chạy dài sau tầng mây đen kia thỉnh thoảng lại giáng xuống đánh lên những tòa tháp cao đó khiến cho nó lắc lư nhìn từ xa những tia sét đánh xuống tựa như một con rồng bằng sấm sét vừa đáng sợ vừa giống hệt thiên kiếp cảnh tượng này khiến cho vương bảo nhạc giật mình hoa hết cả mắt đây là lần đầu tiên hắn tới đây vừa giật mình vừa sợ hãi trước nơi này đồng thời cũng chú ý thấy trên vài tháp cao có thân ảnh tu sĩ. Tất cả đều là học sinh của đảo Thượng Viện tới đây tìm kiếm cơ duyên. Tia chớp đánh xuống, tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, khiến cho những người kia chống cự với trình độ khác nhau. Có người thì kiên trì được, có người thì trực tiếp bị đánh đến mức truyền tống tự động mở ra đưa họ rời khỏi nơi này. Mạnh tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc giật mình, khóe mắt co giật, sau khi trần trừ một lúc thì cắn chặt răng, không để ý tới người khác nữa. Thân thể nhoáng lên một cái, nhảy thẳng lên tòa tháp gần mình nhất, đứng trên đỉnh tháp ngẩng đầu nhìn trời xanh. Nơi này có tổng cộng 40 đạo sấm sét, càng lúc càng mạnh hơn, cứ kiên trì được 8 đạo thì có thể đạt được một loại bí pháp từ trong sấm sét. Trong đầu Vương Bảo Nhạc nhớ tới phần giới thiệu mình đã đọc được trên linh võng, lúc này hắn hít sâu một hơi, đột nhiên vận chuyển tu vi. Đúng lúc này, trên trời bỗng có sấm sét nổ mạnh, có một đạo sấm sét đang chạy đột nhiên đổi hướng, thoát ra khỏi bầu trời, đánh xuống với tốc độ vô cùng kinh người, mang theo hủy diệt chi ý mục tiêu chính là vương bảo nhạc tốc độ cực nhanh gần như ngay khi vương bảo nhạc nhìn qua thì nó đã đánh thẳng xuống người vương bảo nhạc rồi tiếng đùng đùng kinh thiên vang vọng vương bảo nhạc mở to hai mắt toàn thân run dữ dội đầu óc ong ong chỉ cảm thấy đạo sấm sét kia giống hệt một con linh sa màu vàng chỉ chớp mắt đã xuyên qua cơ thể điên cuồng chạy dọc ở bên trong cũng kích thích kết tinh linh khí khiến cho kết tinh lay mạnh rồi nhanh chóng tan ra có tác dụng vương bảo nhạc kích động thân thể run rẩy, tóc tai dựng đứng, nhưng hắn lại mở to hai mắt, trong lòng vô cùng hưng phấn. Tuy tia sét này mạnh thật, nhưng đối với người thường xuyên bị sét đánh trong mộng cảnh như Vương Bảo Nhạc mà nói thì vẫn còn chịu được, nhất là kết tinh bị phân giải khiến cho Vương Bảo Nhạc càng bất chấp hơn. Theo kết tinh bị tia sét này phân giải, lập tức có vô số linh khí tản ra, tràn ngập toàn thân của Vương Bảo Nhạc, ùa vào trong kinh mạch, tràn vào trong dòng suối linh lực của hắn, khiến cho dòng suối này lập tức trở nên đầy tràn cùng lúc đó trong khi kết tinh phân giải phóng thích linh khí ra thân thể của vương bảo nhạc cũng được tia xét này kích thích bắt đầu hấp thu linh khí nuôi dưỡng máu thịt khiến cho sức lực nhục thân của hắn cũng tăng lên một chút điều này lại khiến vương bảo nhạc vui mừng hơn hô hấp của hắn trở nên rồn rập hơn hẳn ngẩng phát đầu lên ngoắc tay với bầu trời có dám đánh thêm một đạo nữa hay không hắn vừa nói xong đám học sinh đang cắn răng chống đỡ thừa nhận sấm xét khác cũng phải kinh ngạc nhìn qua nhưng bọn họ lại không thể nào phân tâm được nhiều nhanh chóng thu hồi tầm mắt tiếp tục chịu đựng tia xét của mình theo các tia xét ầm ầm giáng xuống đạo lôi đình thứ hai của vương bảo nhạc cũng đột nhiên đánh xuống nó cũng mạnh hơn đạo thứ nhất khá nhiều trực tiếp đánh thẳng lên người hắn thân thể của vương bảo nhạc run rẩy sau khi cảm thụ được kết tinh đang phân giải thì hắn kích động cố nén cơn đau đớn dữ dội xuống cố gắng kiên trì thêm lần nữa dần dần đạo thứ ba đạo thứ tư cũng lần lượt đánh xuống cảm giác tia sét chạy dọc cơ thể này cũng giống như có con dao cạo xương lóc thịt trong cơ thể theo cường độ của tia chớp tăng mạnh cảm giác này lại càng kinh người hơn khi đạo lôi đình thứ tư đánh xuống ngay cả vương bảo nhạc da dày thịt béo lại có linh lực bổ sung cũng chịu không nổi vội từ bỏ truyền tống ra khỏi bí cảnh lôi vực sau khi quay về động phủ hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống vận chuyển tu vi dốc sức hấp thu phần linh khí được phân giải ra từ kết tinh vài ngày sau vương bảo nhạc vô cùng hưng phấn cảm giác được tu vi của mình rõ ràng đã đề cao một khoảng lớn thì hắn lại chạy tới bí cảnh lôi vực thêm lần nữa. Cứ thế, ngày lại qua ngày, Vương Bảo Nhạc cứ liên tục khiêu chiến bí cảnh lôi vực, sau khi gánh vào đạo lôi đình, kết tinh phân giải, bản thân đến cực hạn thì hắn sẽ lập tức quay về hấp thu. Dần dần, tu vi và thân thể của hắn liên tục đề cao, đồng thời khả năng gánh xét của hắn cũng ngày càng mạnh hơn, từ bốn đạo đến nay đã có thể chịu được 5 đạo, 6 đạo thậm chí là 7 đạo. Mà việc hắn tới bí cảnh lôi vực cũng dần dần bị người ta để ý. Thực tế theo như rất nhiều người ở đây thấy thì có thể gánh được bảy đạo sấm sét như Vương Bảo Nhạc đã là ghê gớm lắm rồi. Dù sao thì những người khác đa phần chỉ gánh nổi có 2 3 đạo mà thôi, hơn nữa còn phải chờ lâu ơi là lâu mới thử tiếp được, nhưng Vương Bảo Nhạc ban đầu thì cách 3 4 ngày tới một lần. Về sau cơ hồ là ngày nào cũng đến. Điều này khiến cho tất cả những người chứng kiến đều thấy không dám tin. Sao ngày nào tên Vương Bảo Nhạc này cũng đến thế nhỉ? Thân thể của hắn chịu nổi ư? Các ngươi nhìn cái bản mặt của hắn kìa, hình như đậu xanh sao ta cứ cảm thấy hắn rất thích thế nhỉ trong lúc mọi người đều khiếp sợ vương bảo nhạc đúng là càng ngày càng thấy sướng nhất là cuối cùng tùy tia xét lớn hơn nên đau đớn thật nhưng số lượng linh khí phóng thích ra sau khi kết tinh phân giải cũng hóa giải đau đớn ngoài ra tu vi tăng cao khiến cho hắn vô cùng hoang hái bản lĩnh hướng xét cũng tăng mạnh quá trình này diễn ra đúng một tháng hôm nay sau khi vương bảo nhạc liên tục gánh chọn bảy đạo sấm xét xong thì kết tinh của hắn lắc mạnh một cái Phân giải ra lượng lớn linh khí, thôi động tu vi của hắn trực tiếp đột phá, từ chân tức tầng 2 lên thẳng chân tức tầng 3. Trong lúc tu vi đột phá, dòng suối linh lực kinh mạch trong cơ thể Vương Bảo Nhạc trực tiếp biến thành con sông lớn, ào ào chảy khắp toàn thân. Khí tức của hắn cũng bộc phát theo, hắn không chọn truyền tống rời đi, hai mắt lóe sáng đầy vẻ chờ mong, đối mặt thẳng với đạo sấm sét thứ 8 đang đánh xuống. Đạo thứ 8 này không giống bình thường, màu của nó xen lẫn chút sắc đỏ ngay khi nó đánh xuống thì lập tức khiến cho những học sinh đang thí luyện khác đều giật mình kinh hồ trong ánh nhìn đầy kinh hãi của họ tia chớp sen lẫn ánh đỏ này ầm ầm giáng xuống đánh thẳng lên người của vương bảo nhạc thân thể của vương bảo nhạc run rẩy vặn vẹo tựa như thể xác cũng sắp bị xé rách ngay khi cảm nhận được kết tinh trong cơ thể đang phân giải số lượng lớn đồng thời trong đầu của hắn cũng xuất hiện một vài cách vận dụng lôi điện những cách vận dụng này tựa như một dấu ấn khắc thẳng vào trong thân thể và linh hồn của hắn cuối cùng hóa thành một dấu ấn không trọn vẹn trong đầu của hắn dấu ấn này phát sáng lấp lánh người ngoài không hiểu được nhưng sau khi vương bảo nhạc cảm ứng thử thì lập tức hiểu rõ như một loại bản năng đây chính là đạo thứ nhất trong ngũ đại thuật pháp của bí cảnh lôi vực trong tiếng nổ mạnh vương bảo nhạc không kiên trì nổi thân thể lập tức bị truyền tống ra khỏi bí cảnh lôi vực lúc ra ngoài thì hắn phun ra một búng máu chật vật ngã sắp xuống nhưng trong mắt lại đầy vẻ kích động ngửa mặt lên trời cười lớn thành công rồi vương bảo nhạc hưng phấn bỏ dậy vỗ mông giơ tay phải lên lập tức có một đạo sấm xét hình hình cung xuất hiện trên ngón tay của hắn mặc dù có vẻ khá nhỏ nhưng thiêm điện chi lực ẩn chứa bên trong nó lại khiến cho không ít học sinh ở cửa vào bí cảnh giật mình biến sắc thậm chí có người còn kêu to thiểm hồ thiểm hồ là đạo thứ nhất trong ngũ đại bí pháp của bí cảnh lôi vực toàn đảo thượng viện này chẳng có bao nhiêu người nắm giữ cho nên phàm là xuất hiện người nắm giữ được nó thì đều bị vô số người ghé mắt trong tiếng kinh hô của tất cả mọi người Tuy Vương Bảo Nhạc đắc ý lắm nhưng vẫn cố gắng dằn lòng không bốc phét. Hí hưởng lấy khí cầu ra bay về động phủ của mình ở Pháp Binh Các. Hắn nhìn mình lật tay một cái thì điện hồ xuất hiện, lật tay một cái nữa thì có ngọn lửa bùng lên, trong lòng hưng phấn không thôi, cảm thấy bản thân mình vô cùng lợi hại. Bây giờ ta có ba tuyệt chiêu, một là viêm bảo, hai là thiểm hồ, cái còn lại chính là vân vụ chỉ. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mỹ mãn, lại cảm thụ thử linh lực cuồn cuộn như sông dài trong kinh mạch của mình đồng thời cũng thấy thân thể cường hãn hơn trước rất nhiều, khiến hắn kềm lòng không đặng mà cười lớn. Chân tức tầng 3, khí phách sôi trào, vương bảo nhạc lấy nước băng linh ra. Một hơi ực hết năm bình xong thì lau miệng, vỗ bụng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra mấy món linh khí cần thiết để cải tạo hỏa thần pháo, hai mắt sáng rực. Tiếp theo chính là hoàn thành linh bảo tham gia khảo hạch binh tử của ta. Vương bảo nhạc hít sâu một hơi, dằn cơn vui mừng trong lòng xuống, khiến cho mình dần bình tĩnh lại rồi bắt đầu dung hợp linh bảo thời gian dần trôi hơn nửa tháng sau đêm nào đó trước khi diễn ra khảo hạch binh tử cửa chính động phủ của vương bảo nhạc đột nhiên mở ra thân ảnh của hắn cũng lao thẳng ra mặc dù tóc tai bù xù tinh thần thoạt nhìn có vẻ mỏi mệt nhưng hai mắt của hắn lại sáng rực tâm trạng vô cùng kích động cưỡi khí cầu bay thật nhanh ra khỏi đảo thượng viện chạy đến một hơi hoang vắng bên ngoài thành phiêu miểu vương bảo nhạc đứng trên phi thuyền ở giữa không trung giơ tay phải lên có một cái ống dài cỡ chừng một cánh tay lập tức xuất hiện trong tay hắn. Cái ống dài này giặt một màu đen, tựa như ống pháo, lại phát ra hàn ý nhẹ nhẹ và cả linh nguy. Đây chính là hỏa thần pháo bản cải tiến do ta luyện chế ra. vuốt ống pháo lạnh lẽo kia, vương bảo nhạc hưng phấn dơ nó lên, nhắm vào một ngọn núi nhỏ ở bên dưới, linh lực trong cơ thể bỗng nhiên tràn ra, trực tiếp khởi động. Trong ống pháo này lập tức phát ra ánh sáng chói mắt. Tiếp theo là một tiếng nổ rung trời vang vọng bốn phương một lực phản chấn cực mạnh đập vào bả vai của Vương Bảo Nhạc, khiến cho khí cầu của hắn phải giật lùi về sau mấy trượng. Sau đó có một luồng sáng màu tím bắn thẳng ra từ trong ống pháo. Nó bay thẳng tới chỗ ngọn núi kia, tiếng nổ mạnh vang lên, núi nhỏ kia rung chuyển dữ dội, bị bắn thủng một lỗ có đường kính chừng hai thước. Nhìn uy lực do nó tạo ra, Vương Bảo Nhạc giật mình, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin. Uy lực thế này đã vượt ba cấp 3 hoàn mỹ, nói nó là cấp 4 cũng không hoa. Tên ta cũng nghĩ ra rồi, cứ gọi là Bảo nhạc pháo đi. Lúc này Vương Bảo nhạc tự đắc đứng trên khí cầu, một tay giơ hỏa thần pháo lên trời cười ha hả. Khảo hạch binh tử, Bảo nhạc đại pháo của ta ra sân thì ai dám so bì? Tâm trạng của Vương Bảo nhạc vô cùng kích động, khó mà bình tĩnh lại được, cảm giác hưng phấn tràn ngập thể xác lẫn tinh thần. Sau khi bắn thử thêm vài pháo nữa thì hắn hưng phấn tới mức toàn thân run lên. Hai mắt càng sáng rực hơn, thật sự là bảo nhạc pháo này khiến hắn vô cùng hài lòng. Mặc dù uy lực không sánh bằng Hỏa Thần pháo, nhưng nó lại tiện mang theo bên người, chỉ riêng điểm này đã khiến cho giá trị của nó được đề cao rất nhiều. Tuy rằng linh bảo cùng loại cũng có nhiều, nhưng phần lớn toàn là cấp 4 với cấp 5, tuy uy lực có lớn thật, nhưng cũng tốn nhiều, không thể so được với bảo nhạc pháo của ta. Vương Bảo Nhạc cân nhắc một phen, cảm thấy vô cùng mỹ mãn lại vuốt vài cái mới tiếc nuối bỏ nó vào trong túi chữ vật rồi hát nêu ngao quay về động phủ của mình trong pháp binh các của đảo thượng viện tính toán thời gian biết rõ còn một tuần nữa là đến ngày khảo hạch binh tử vương bảo nhạc vì đề phòng bất chắc nên bắt đầu thử tháo rỡ bảo nhạc pháo lúc trước hắn tìm hiểu qua nên biết trong lúc khảo hạch từng có tiền lệ bị yêu cầu tháo rỡ ra luyện chế lại thậm chí để ngừa vạn nhất vương bảo nhạc còn chuyên môn luyện chế một bộ linh bảo tổ hợp trong bảo nhạc pháo đồng thời cũng chuẩn bị đầy đủ tài liệu đảm bảo dù mình có luyện chế tại chỗ thì cũng không thành vấn đề lúc này hắn mới bắt đầu nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái khiến cho mình ở trạng thái tốt nhất để tham gia khảo hạch binh tử cùng lúc đó theo ngày khảo hạch tới gần các binh đồ đã xin được tham gia khảo hạch trong pháp binh các của đảo thượng viện lần này đều bắt đầu khâu chuẩn bị sau cùng nhất là lâm thiên hạo sau khi hắn chuyển đi khỏi động phủ cách vách của vương bảo nhạc mặc dù không dám chọc vương bảo nhạc nữa nhưng thù đã ăn sâu trong lòng định bụng chờ lần này thông qua khảo hạch binh tử xong thì lại trả thù tiếp. Lần này hắn chuẩn bị vô cùng kỹ càng, mục tiêu không chỉ là thông qua mà còn muốn trở thành người đứng đầu trong đợt khảo hạch binh tử này. Với tư chất của hắn thì trong khoảng thời gian ngắn không thể nào làm được điểm này. Nhưng nhà hắn có tiền, bất chấp tất cả cho hắn chuyên tâm luyện chế linh bảo, lại còn mời được đại sư của liên bang chỉ dạy riêng, nên mới có tiến triển như thế. Thứ ta chọn là tinh thần bình khó luyện chế nhất trong linh bảo cấp 3 nó thuộc hàng đầu trong danh sách linh bảo cấp 3. Lâm Thiên Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, nhìn chiếc bình ngọc tràn ngập tinh quang, phát ra sáng lấp lánh lấp lánh trước mặt, vẻ mặt vô cùng tự tin. Hắn nghe ngóng được tin Vương Bảo Nhạc cũng xin đăng ký trong đợt khảo hạch binh tử lần này, nên khá chú ý, thậm chí còn dùng tới một vài thế lực bên ngoài đạo viện. Biết được tin tức Vương Bảo Nhạc tìm kiếm răng thú lúc ở cứ, nếu như cần răng thú thì thứ hắn định luyện chế để tham gia khảo hạch binh tử chắc hẳn là Long Nha. Dù Long Nha có tốt thật, nhưng so với tinh thần bình thì vẫn còn kém nửa bậc hơn nữa uy lực của long nha chủ yếu dựa vào tài liệu nhiều hơn là hồi văn nếu như dùng long nha để khảo hạch thì hắn nhất định sẽ thua ta lâm thiên hạo cười lạnh một tiếng lòng tin lại càng mạnh hơn trong lúc tất cả binh đồ sắp sửa khảo hạch khua chiêng gõ trống chuẩn bị thì ngày khảo hạch binh tử đã đến theo tiếng chuông vang vọng vương bảo nhạc đang khoanh chân ngồi trong động phủ lập tức mở to hai mắt hắn hít sâu một hơi đứng dậy bước ra khỏi động phủ lần khảo hạch binh tử này ta nhất định có thể thỏa ước nguyện. Trong mắt lộ ra vẻ kiên định, Vương Bảo Nhạc nôn nao mong chờ lấy khí cầu ra bay thẳng đến ngọn núi ở giữa. Nơi tiến hành khảo hạch binh tử đúng là quảng trường ở đỉnh núi giữa pháp binh các. Ở giữa quảng trường này có dựng một cái trống khổng lồ, đây đúng là trống hỏi đáp nghe nói chỉ có binh tử mới có tư cách đánh mà Vương Bảo Nhạc từng đi ngang qua lúc tiến hành khảo hạch binh nổ. Sở dĩ gọi nó như thế là vì rùi trống cần phải được luyện chế tại chỗ, mà bản thân dùi trống này lại là một món linh bảo cấp 3. Cho nên binh đồ căn bản không thể nào làm ra được, chỉ có mỗi binh tử mà thôi. Lúc này trước quảng trường đặt mặt trống kia đã có hơn 10 người tập hợp, bọn họ đều là binh đồ tham gia khảo hạch lần này. Lúc này tất cả đều đứng im ở đó chờ đợi, không nói gì với nhau. Khi Vương Bảo Nhạc đi tới quảng trường này thì hắn là óc tức nhìn thấy những người đang chuẩn bị chờ khảo hạch như mình, cũng nhìn thấy Lâm Thiên Hạo đứng trong đó, trong lòng lập tức có chút chán ghét. Sao tên Lâm tiện nhân này cũng tới khảo hạch nhỉ? Hắn có thể luyện chế ra linh bảo à? vương bảo nhạc thầm hư một tiếng cảm giác mình bây giờ đã là người có mạch hệ rồi không cần quan tâm tới hắn nữa vậy nên ra vẻ khinh khỉnh đi tới trước chỗ mặt trống tuy hắn như thế nhưng lâm thiên hạo thì lại khác ánh mắt của hắn ta bắn thẳng lên người vương bảo nhạc sau khi nhìn vài lần thì cười khẩy một tiếng xung quanh quảng trường có không ít học sinh pháp binh các đến xem khảo hạch dù sao thì khảo hạch binh tử này cũng xem như chuyện lớn của pháp binh các lúc này tất cả học sinh đến xem đều thấp giọng bàn tán không ngờ lần này nhiều người như thế không biết ai sẽ giành được hạng nhất nữa. Đại khảo binh tử mỗi năm chỉ có một lần, có thể lấy được quyền ưu tiên nhậm chức, có quyền này thì chỉ cần bộ nào có chỗ trống là có thể dùng nó để nhậm chức ngay. Quyền này đúng là khiến người ta thèm khát mà, dù sao thì cũng có không ít người là binh tử nhưng không có thực quyền. Trong lúc các học sinh này bàn tán thì thời gian dần trôi qua, chẳng mấy chốc đã có tiếng chuông vang lên liên hồi. Trong lúc ba tiếng cuối cùng vang lên thì có năm bóng người, một chiếc bốn sau nhanh chóng bay ra từ đại điện của ngọn núi này người đi đầu mặc trường bào màu tím, thần sắc không giận tự uy, đúng là các chủ pháp binh các. Bốn vị sau lưng hắn có ba người là trung niên, một vị lão giả, trên người mỗi vị đều tràn ngập ba động chân tức đỉnh phong, dường như chỉ cách trúc cơ có nửa bước mà thôi. Bọn họ đúng là bốn vị phó các chủ của pháp binh các, thân là phó các chủ pháp binh các, dù là trong đạo viện hay bên ngoài thì đều có địa vị cực cao, tuy tu vi rất quan trọng, nhưng cũng không phải toàn bộ bản lĩnh chế tác linh bảo của họ nhất định phải có chỗ hơn người đây mới chính là điểm mấu chốt để trở thành phó các chủ của pháp binh các đồng thời cũng không thể thiếu nhân mạch được thậm chí có thể nói sau lưng mỗi vị phó các chủ này đều có bối cảnh riêng dù sao thì có thể bộc lộ tài năng trở thành phó các chủ từ vô số bình tử thì tất nhiên phải có điểm hơn người bọn họ đã như thế các chủ của pháp binh các lại càng khỏi cần pa hi nói lúc này năm người bọn họ nối đuôi đi vào trong quảng trường sự xuất hiện của họ khiến cho xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu, ánh mắt dần trở nên kiên định, cùng nhìn về phía nam vị các chủ như những người khác. Khảo hạch binh tử của pháp binh các cũng không phức tạp gì cho cam. Bây giờ mỗi người các ngươi hãy lấy linh bảo dùng để khảo hạch ra đi. Sau khi năm người bọn ta xem xét xong sẽ bắt đầu vấn đáp, cuối cùng sẽ tuyên bố có thông qua hay không. Còn thứ hạng thì chỉ lấy thứ nhất, thưởng quyền ưu tiên nhậm chức. Các chủ áo tím thản nhiên mở miệng nói xong thì ông thản nhiên nhìn vào một người trong số những người chờ khảo hạch bắt đầu từ ngươi đi người bị các chủ gọi tên là một học sinh cũ nghe thấy thế thì lập tức gật đầu rồi lấy một cái ương ra cái gương này thoạt nhìn khá cũ kỹ và vô cùng tầm thường nhưng lại phát ra uy áp không hề yếu khiến cho mọi người xung quanh đều tập trung cao độ rõ ràng người này cũng đắc ý khi cái gương của mình được chú ý như thế hắn cung kính dâng lên cho các chủ tham kiến các chủ phó các chủ đây là càn khôn kính mà học sinh đã luyện chế kính xin các chủ xem qua những người đứng xem xung quanh nhìn thấy càn khôn kính này xong thì lập tức ồ lên bàn tán càn khôn kính đấy đây là linh bảo tam phẩm cực kỳ khó luyện chế linh bảo này có thể bắn ngược thuật pháp ở mức độ nhất định cho nên yêu cầu hồi văn cũng vượt xa những linh bảo khác trong lúc mọi người bàn tán vương bảo nhạc cũng phải nhìn vài lượt chẳng qua nghĩ tới bảo nhạc pháo của mình xong thì hắn lại tràn ngập tin tưởng tuy vậy hắn cũng không dám lơ là tập trung chú ý quá trình thẩm tra của các vị các chủ sau khi các chủ cầm gương xem xét một lượt thì lại đưa cho bốn vị phó các chủ, bọn họ vốn là binh tu, hiểu rất rõ về linh bảo, nên các chui chừng nửa nén nhang thì đã cho ra được đáp án. Sau khi đưa ra một vài vấn đề trong quá trình luyện chế càn khôn kính này và được vị học sinh cũ kia đối đáp trôi chảy thì kết thúc khảo hạch. Sau khi trao đổi một phen thì tuyên bố kết quả. Thông qua khảo hạch trở thành binh tử, còn thứ hạng thì sẽ được quyết định vào phút cuối. Sau khi các chủ thản nhiên tuyên bố thì lại chỉ một người khác, khảo hạch binh tử cứ thế tiến hành liên tục có người thì thông qua kẻ lại thất bại có người chỉ bị hỏi vài câu nhưng cũng có người bị yêu cầu phải thực hiện lại khâu chế tác nào đó hay tại chỗ tiếng bàn tán của xung quanh cũng lên xuống theo từng món linh bảo được đưa ra thấy thế vương bảo nhạc cũng dần hiểu rõ quá trình không phải ai cũng bị yêu cầu luyện chế lại nhưng vấn đề được nêu ra đều vô cùng xảo trá nếu không phải tự mình luyện chế thì khó mà đáp đúng được trong lúc vương bảo nhạc trầm ngâm thì nhanh chóng tới lượt lâm thiên hạo khi hắn lấy Tinh Thần Bình ra thì đám học sinh xung quanh đều giật mình, tiếng kinh hô vang dội hơn hẳn lúc trước. Ngay cả những người tham gia khảo hạch cũng phải ghé mắt, ngay cả các chủ và bốn vị phó các chủ đều lộ vẻ kinh ngạc. Tinh Thần Bình, đây được gọi là linh bảo cấp 3 khó luyện chế nhất, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó đấy. Bản thân hồi văn của nó vô cùng phức tạp, đồng thời còn cần cả Tinh Thần Thạch, mà thứ này lại cực kỳ đắt đỏ. Trong lúc mọi người kinh hô, Vương Bảo Nhạc cũng mở to hai mắt. Hắn cũng biết về Tinh Thần Bình này, nhưng số lượng tinh thần thạch trong đạo viện không nhiều lắm nếu muốn luyện chế món linh bảo này thì cần tốn rất nhiều công sức đi mua ở bên ngoài cho nên lúc trước hắn mới bỏ qua cái này lựa chọn long nha có độ khó xem xem nhưng yêu cầu tài liệu thấp hơn một chút lúc này trong lòng lâm thiên hạo vô cùng đắc ý nhưng hắn vẫn không để lộ ra mặt cung kính đưa tinh thần bình tới chỗ các chủ sau đó mới ngạo nghễ liếc mắt nhìn vương bảo nhạc trong lòng lại cười lạnh đồ nghèo mặt dẹp muốn đấu với ta à để ý thấy ánh mắt của lâm thiên hạo vương bảo nhạc khẽ nhướng mày vẻ mặt lạnh tanh thầm nghĩ tinh thần bình thì đã sao lát nữa đại pháo của ông đây mà ra thì nhất định có thể khiến thằng nhãi lâm thiên hạo nhà mi quỳ gọi ba ba trong lúc mọi người vô cùng giật mình các chủ nhận lấy tinh thần bình vẻ mặt cũng có phần ngạc nhiên sau khi xem kỹ vài lần thì trong mắt dần lộ ra vẻ tán thưởng khẽ gật đầu một cái rồi đưa cho những phó các chủ khác rõ ràng bốn vị phó các chủ kia cũng rất xem trọng tinh thần bình này sau khi kiểm tra hỏi Lâm Thiên Hạo vài vấn đề. Thấy Lâm Thiên Hạo đối đáp vô cùng trôi chảy. Thậm chí có một vị phó các chủ còn đưa ra yêu cầu muốn hắn luyện chế hồi văn tại chỗ. Hắn vẫn luyện chế ngay. Không chút trần chờ. Những người xung quanh thấy thế thì trong lòng thầm giật mình. Nhìn Lâm Thiên Hạo với vẻ bội phục. Dù sao thì bản thân người có thể luyện chế ra được tinh thần bình chính là đại biểu cho thực lực và tài lực rồi. Món linh bảo này khá lắm. Thông qua khảo hạch, Lâm Thiên Hạo nếu như không có gì bất ngờ thì khả năng ngươi giành được hạng nhất sẽ rất lớn đấy. Các chủ nói với vẻ tán thưởng, sau khi Lâm Thiên Hạo hưng phấn lùi lại thì các chủ nhìn về phía vài người còn lại, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc. Cuối cùng ông đưa tay chỉ vào Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, lấy món linh bảo mà ngươi đã chuẩn bị ra đi. Nghe các chủ lên tiếng, Vương Bảo Nhạc vốn đang thầm bực dọc lập tức đi ra, không thèm rong dài, trực tiếp lật tay phải lấy một khẩu đại pháo ra. Dầm một tiếng, sau khi đặt xuống đất, Vương Bảo Nhạc mới ngẩng đầu lên thản nhiên nói thứ học sinh luyện chế không nằm trong danh sách linh bảo của pháp binh các mà là tự mình nghiên cứu ra tên là bảo nhạc uy vũ đại pháo gọi tắt là bảo nhạc pháo